Xin chào mọi người. Hôm nay có nhiều bạn đăng ký hội viên để nghe tin vỏ đế tôn. Thành ra là át phải bỏ thời gian dịch tin vỏ đế tôn. Cảm ơn bạn Kun Kun, bạn Dự Hà, bạn Trần Hậu Đường, bạn Trường Giang Đinh Thanh, bạn Đạt Ngô Tân, rồi mấy chục thành viên lâu nay của hội viên group YouTube nữa. Cái tin vỏ đế tôn á, át đăng trong group hội viên nha. Chiến thành ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3751 đến chương 3755. Một luồng sát ý kinh khủng đem Đỗ Ngọc Sơn bao trùm. Đỗ Ngọc Sơn nghiến răng nói ra, ta chỉ là muốn tự bảo vệ mình, nhưng với thực lực của ngươi hiện giờ, rõ ràng có thể tùy tiện giết ta. Một khi ta đem thân thể của ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ta có thể thề với ngươi, chờ sau khi ngươi từ Hợp Hoan Tông trở về, nhất định sẽ đem những gì ta biết đều nói hết với ngươi. Dương Thành trong mắt lóe lên sát ý đáng sợ, như cho đành bỗng nhiên khẽ động, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Đỗ Ngọc Sơn. Bụp! Trong chớp mắt, anh đưa tay tóm lấy cổ Đỗ Ngọc Sơn. Một giây sau đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trên cổ Đỗ Ngọc Sơn ập tới, thân thể Đỗ Ngọc Sơn bị nhấc bổng lên không trung. Ta nói sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ, cho ngươi thời gian 1 phút đồng hồ để suy nghĩ, hoặc là nói cho ta biết tất cả, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, hoặc là ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Thanh âm băng lãnh của Dương Thanh vang lên. Tiếng nói vừa dứt, cánh tay quanh lóe lên, thân thể Đỗ Ngọc Sơn trực tiếp bị văng ra xa 10 mấy mét, nặng nề nện mặt xuống đất, một ngụm máu phun ra, sắc mặt một trận trắng bệch. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng Dương Thành đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, sau khi mình phục dụng tụ linh đan liền sẽ có được sức tự vệ, nhưng căn bản lại sẽ không nghĩ đến tại trước mặt Dương Thành, hắn vẫn mảy may không có chút sức tự vệ nào. Dương Thành muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên không biết phải làm sao bây giờ. Nếu như nói cho Dương Thành biết, Dương Thành thực sự sẽ thả cho mình một con đường sống hay sao? Nhưng nếu như tiếp tục dùng bí mật thân thế của Dương Thành đến uy hiếp Dương Thành sẽ thỏa hiệp hay không? Lúc này Lưu Khánh đi tới, nhìn về phía Dương Thành, nói ra: Dương tiên sinh, ta có biện pháp để cho hắn phải mở miệng. Nghe được lời nói của Lưu Khánh, Đỗ Ngọc Sơn sắc mặt lập tức đại biến. Tại cổ võ trung giới có một loại gọi là bí thuật sưu hồn, có thể cưỡng ép tước đoạt trí nhớ của một người. Người bị tước đoạt ký ức có tỷ lệ rất lớn sẽ biến thành một kẻ vứt đi. Người ta đây, Đỗ Sơn lập tức gấp gáp, vội vàng nói ra: Dương Thanh, ta hiện tại liền đem những gì liên quan tới thân thế của người đều nói cho người biết. Vừa nói, hắn vừa một mặt kiên kỵ liếc nhìn Lưu Khánh, mở miệng nói ra: Điều ta sắp nói tiếp theo có liên quan đến bí mật của Dương Thanh, xin người tránh đi một chút. Có Lưu Khánh ở đây, hắn luôn cảm thấy bất an. Một khi Dương Thanh thực sự đáp ứng để Lưu Khánh tiến hành sưu hồn đối với hắn, thì hậu quả hắn không thể gánh nổi. Lưu Khánh nhàn nhạt nhìn Đỗ Ngọc Sơn một chút, lập tức lại nhìn về phía Dương Thanh, nói ra: Dương tiên sinh, nếu như có cần ta ra tay, xin cứ mở miệng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Thanh tự đưa tay vung lên, bay ra một không gian riêng biệt, lạnh giọng nói: Hiện tại, người có thể nói ra. Đỗ Ngọc Sơn trong lòng chấn kinh, cũng không dám tiếp tục có tâm tư gì khác, mở miệng nói: Mẫu thân người chưa chắc đã là nữ nhân quốc cuồng hóa nhất tộc, mà nàng cũng chưa chắc đã có được huyết mạch cuồng hóa, mà huyết mạch của ngươi cũng không phải là huyết mạch cuồng hóa. Lời này hắn vừa nói ra, Dương Thanh một vẻ mặt kinh ngạc. Anh vẫn luôn coi là mẹ của mình đến từ cuồng hóa nhất tộc, mà cũng chính mẫu thân mình đã đem huyết mạch cuồng hóa chuyển lại cho anh, nhưng anh không ngờ rằng cũng không phải là như vậy. Dương Thanh lạnh lùng nói ra: Nói tiếp đi. Đỗ Ngọc Sơn thật sâu nhìn Dương Thanh một chút, tiếp tục nói: Tại cổ võ thượng giới có thập đại đạo thể, phàm là võ giả có được một loại đạo thể nào đó đều là thiên tài võ đạo đỉnh tiêm của cổ võ thượng giới, tương lai có thành tựu bất phàm. Theo ta được biết, mấy vị đại lão đỉnh tiêm bây giờ tại cổ võ thượng giới, trong người đều mang một loại đạo thể nào đó, bên trong thập đại đạo thể. Mà tại bên trong thập đại đạo thể này có một loại đạo thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đó chính là tiên thiên đạo thể. Dương Thành chân mày cau lại,
Anh nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Sơn hỏi lại: "Ý của ngươi là nói đặc điểm của tiên thiên đạo thể cùng huyết mạch cuồng hóa có rất nhiều chỗ tương đồng với nhau đúng không?" Anh đại khái cũng đoán được Đỗ Ngọc Sơn muốn nói gì. Đỗ Ngọc Sơn gật đầu: "Ngươi đoán không sai. Võ giả có được tiên thiên đạo thể có thể nói là ưu ái trời sinh, có thể giúp võ giả càng thêm dễ dàng tu luyện, cảm ngộ bất kỳ cái gì cũng rất nhanh. Mà người sở hữu tiên thiên đạo thể tại lúc tức giận đến cực độ hoặc là tại lúc sinh tử tồn vong đều sẽ bộc phát ra thực lực vượt xa bản thân vốn có. Đến này, cùng người sở hữu huyết mạch cuồng hóa cực kỳ giống nhau, có thể đem nộ khí chuyển hóa thành thực lực càng mạnh hơn." Dương Thành nhíu mày: "Tất cả những điều này đều là ngươi tự suy đoán, ngươi làm sao thể xác định trong cơ thể ta cũng không phải là huyết mạch cuồng hóa mà là tiên thiên đạo thể chứ?" Đỗ Ngọc Sơn vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra: "Vô luận là đối với võ giả giới cổ võ hay là tu tiên giả mà nói, lúc độ kiếp đều chỉ có chiến đạo thiên kiếp, mà võ giả có được tiên thiên đạo thể lại cần phải độ đạo thiên kiếp thứ 10, mà ngươi liền đã từng vượt qua 10 đạo thiên kiếp." Lời này hắn vừa nói ra, Dương Thanh một vẻ mặt chấn kinh. Thời điểm anh độ kiếp lúc trước đích thực là độ tới đạo thiên kiếp thứ 10, đúng như Đỗ Ngọc Sơn vừa nói, võ giả giới cổ võ cùng tu tiên giả đều chỉ cần độ chín đạo thiên kiếp mà mình lại độ tới 10 đạo thiên kiếp. Chẳng lẽ nói mình thực sự mang trong người là tiên thiên đạo thể hay sao? Trừ chuyện đó ra, còn có một điểm vô cùng trọng yếu, lực lượng huyết mạch có thể từ trên thân một võ giả rút ra, nhưng một khi rút ra, người này liền sẽ hồn phi phách tán. Đỗ Ngọc Sơn tiếp đó còn nói, mà huyết mạch cuồng hóa chỉ truyền nữ chứ không truyền nam. Nếu như nói là mẫu thân ngươi đã đem huyết mạch cuồng hóa của mình chuyển dời đến trong cơ thể của ngươi, nàng sớm liền đã chết. Dương Thành đã ngẩn người ngay tại chỗ. Trong ký ức của anh, mẫu thân cũng không hề đem lực lượng huyết mạch chuyển dời đến trong cơ thể của anh. Mặc dù ngươi đã chết rồi, nhưng cũng không phải là vì mất đi lực lượng huyết mạch. Mẹ của ngươi cũng chưa chết. Bỗng nhiên Đông Sơn lại thả ra một tin tức chấn động. Oanh! Dương Thành tựa như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, triệt để ngây người. Mẫu thân vẫn chưa chết hay sao? Dương Thành cơ hồ là nghiến răng nói ra: "Đỗ Ngọc Sơn, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc lừa gạt ta sẽ là cái gì đúng không?" Đỗ Ngọc Sơn vội vàng nói ra: "Ta không hề lừa gạt ngươi. Vì đối phó với ngươi, ta đã tiến hành điều tra 10 phần kỹ càng đối với ngươi, thậm chí bao gồm cả việc đi tìm mộ địa của mẫu thân ngươi." Nói đến đây, hắn có chút sợ hãi nhìn Dương Thanh một chút, tiếp đó còn nói: "Mà mộ địa của mẫu thân ngươi cũng không có thi thể." "Ngươi nói cái gì?" Dương Thanh một phát tóm được cổ Đỗ Ngọc Sơn, một cổ khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể anh bùng phát. "Dương Thanh, ngươi được kích động, không phải ta đào phần mộ mẫu thân ngươi. Ngươi cũng rõ ràng, một cái thực lực bước vào thiên cảnh về sau rất dễ dàng để có thể dò xét được tình huống bên trong lòng đất sâu mấy mét." Đỗ Ngọc Sơn một vẻ mặt sợ hãi vội vàng giải thích nói tiếp: "Ta chỉ là tại xung quanh mộ của mẫu thân ngươi dò xét một phen, cũng không hề phát hiện trong mộ có thi thể, mà lại mộ địa cũng không có vết tích đã từng bị khai quật. Nếu như ta không đoán sai, mẫu thân của ngươi hẳn là bởi vì một nguyên nhân nào đó mà dùng phương thức giả chết, qua mắt được rất nhiều người, nàng hiện tại nhất định vẫn còn sống." Sợ Dương Thanh bẻ gãy cổ của mình, hắn vội vàng đem những lời muốn nói tất cả đều nói ra. Dương Thanh ngây ngốc tại chỗ, mặt mũi đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới mẹ của mình lại có khả năng còn sống trên cõi đời này. Hết.